phẩm 2, phẩm lớn, Vaga Một la mã, kinh Veranja, Veranja Sutta. 11. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn chú ở Veranja dưới gốc cây Naleru Puchimanda. Rồi Bà La Môn Veranja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà la môn veranja bạch thế tôn thưa tôn giả gotama tôi có nghe như sau Samôn gotama không đành lễ không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các bà la môn già yếu tuổi lớn trường lão đời đã được trải qua đã đến đoạn cuối cuộc đời thưa tôn giả gotama sự thể là như vậy tôn giả gotama không đảnh lễ không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các bà la môn già yếu tuổi lớn trường lão đời đã được trải qua đã đến đoạn cuối cuộc đời như vậy thưa tôn giả gotama thật là không đầy đủ này bà la môn ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đành lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này bà la môn, nếu như lai đành lễ hay đứng dậy hay mời ngồi ai, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama thật thiếu ý vị này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama thật thiếu ý vị này bà la môn các sắc vị thanh vị hương vị 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 xúc vị các vị ấy như lai đã đoạn tận chúng chặt đứt từ gốc rễ làm cho như thân cây xa la làm cho không thể tái xanh làm cho không thể sanh khởi trong tương lai này bà la môn đây là pháp môn với pháp môn này ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama thiếu ý vị nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này tôn giả gotama thiếu tài sản này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama thiếu tài sản này bà la môn các sắc tài sản thanh tài sản hương tài sản vị tài sản xúc tài sản các tài sản ấy như lai đã đoạn tận chúng chặt đứt từ gốc rễ làm cho như thân cây sa la làm cho không thể tái xanh làm cho không thể xanh khởi trong tương lai này bà la môn đây là pháp môn với pháp môn này ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama thiếu tài sản nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này tôn giả gotama chủ trương thuyết không hành động này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau Samon Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác, bất thiện. Này bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân tránh, có thể nói như sau sa môn gotama chủ trương thuyết không hành động nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này tôn giả gotama chủ trương thuyết đoạn diệt này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách chân tránh có thể nói như sau sa môn gotama chủ trương thuyết đoạn diệt này bà la môn ta tuyên bố đoạn diệt tham sân si ta tuyên bố đoạn diệt các pháp ác bất thiện. Này bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân tránh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này bà La Môn, có pháp môn này. Do pháp môn ấy ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau. Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này bà la môn, ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu, các pháp ác, bất thiện. Này bà la môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau. Samon Gotama là người nhàm chán. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô. Này bà La Môn, có pháp môn này. Do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau. Samon Gotama là người chủ trương hư vô. Này bà La Môn, ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện này bà la môn đây là pháp môn do pháp môn này ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama là người chủ trương hư vô nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này tôn giả gotama là người khổ hạnh này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách trơn tránh có thể nói như sau sa môn gotama là người khổ hạnh này bà la môn ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác này bà la môn với ai mà các pháp ác bất thiện thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác được tu khổ hạnh được đoạn tận được cắt đứt từ gốc rễ được làm cho như thân cây xa la được làm cho không thể tái xanh được làm cho không thể xanh khởi trong tương lai ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh này bà la môn với như lai các pháp ác bất thiện thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh được đoạn tận được cắt đứt từ gốc rễ được làm cho như thân cây sa la được làm cho không thể tái xanh được làm cho không thể xanh khởi trong tương lai này bà la môn đây là pháp môn do pháp môn này ai nói về ta một cách chân tránh có thể nói như sau sa môn gotama là người khổ hạnh nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này sa môn gotama chủ trương không nhập thai. Này bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân tránh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai. Này bà La Môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể tái sanh làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này bà La Môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây xa la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân tránh có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Ví như, này bà La Môn, có 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng, ấp dưỡng. Và con gà nào trong những con gà con ấy, đầu tiên hết lấy chân, móng, đầu hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn. Con ấy được gọi là con trưởng hay con nhỏ nhất. Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong tất cả các con gà ấy. Cũng vậy, này Bà La môn, khi ta vì chúng sanh bị vô minh chi phối như sanh ra từ trứng, bị bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng tránh đẳng giác ở đời. Này bà La Môn, thật sự ta là vị đệ nhất tối thắng ở đời. Lại nữa, này bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn, không biến nhác. Ta chú niệm, không có thất niệm. Thân được khinh an, không có tháo động định tĩnh, nhất tâm. Này bà La Môn, ly dục, ly pháp bất thiện, ta đã chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định xanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, ta chú giả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú ta chứng đạt và an chú thiền thứ ba xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước ta chứng đạt và an chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động. Như vậy ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này họ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các nét chi tiết này bà la môn đây là trong canh một ta chứng được minh thứ nhất vô minh diệt minh xanh bóng tối diệt ánh sáng xanh do ta sống không phóng giật nhiệt tâm tinh cần này bà la môn đây là sự xuất xanh thứ nhất của ta như con gà con ra khỏi vỏ trứng với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc không dao động như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ những hạng chúng sanh nào thành tựu thân làm ác thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những hạng chúng sanh nào thành tựu thân làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mệnh trung được sanh lên các thiện thú thiên giới cõi đời này như vậy với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy sự sống chết của chúng sanh ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này bà La Môn, đây là trong canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh xanh, bóng tối diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Này bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động. Như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là khổ tập. Biết như thật, đây là khổ diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là các lậu hoặc diệt biết như thật đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt do biết như vậy thấy như vậy tâm của ta thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát ta biết xanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa này bà la môn đây là trong canh cuối ta chứng được minh thứ ba vô minh diệt minh xanh bóng tối diệt ánh sáng xanh do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Này bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ ba của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói như vậy, bà La Môn Veranja Bạch Thế Tôn, đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama, thật phi diệu thay, thưa tôn giả Gotama thật hy hữu thay thưa tôn giả gotama thưa tôn giả gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng hai la mã kinh tướng quân siha siha sutta mười một thời thế tôn trú ở vesali tỳ xá ly tại mahavana đại lâm ở kuta garasala ngôi nhà có nóc nhọn lúc bấy giờ rất nhiều vị lichavi là các bậc có danh tiếng có thời danh ngồi tụ họp ở hội trường dùng nhiều phương tiện tán thán phật tán thán pháp tán thán chúng tăng lúc bấy giờ tướng quân siha là đệ tử của nigantha ngồi trong hội chúng ấy rồi tướng quân siha suy nghĩ như sau không nghi ngờ gì nữa thế tôn ấy là bậc a la hán tránh đẳng giác vì rằng nhiều vị Lich-cha-vi này có danh tiếng có thời danh ngồi tụ họp ở hội trường dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến vị thế tôn ấy, bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Rồi tướng quân Si-ha đi đến Nigantha nata Sau khi đến, thưa với Nigantha nata Thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Này Si-ha, sao ông người chủ trương hành động, lại đi đến ý kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành động. Này Siha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ hai, rất nhiều vị Lichavi có danh tiếng, có thời danh ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ hai, tướng quân Siha Ha suy nghĩ như sau. Không nghi ngờ gì nữa, thế tôn ấy là bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Lịch Cha Vi này có danh tiếng, có thời danh, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị thế tôn ấy, bậc A-la-hán tránh đàng giác. Rồi tướng quân Si-ha đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta, Thưa tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. Này Si-ha, sao ông, người chủ trương hành động, lại đi đến yết kiến Sa-môn Gotama? người chủ trương không hành động này siha samon gotama chủ trương không hành động thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy rồi tướng quân siha lần thứ hai ý muốn đi đến yết kiến thế tôn bị dập tắt lần thứ ba rất nhiều vị lichavi có danh tiếng có thời danh trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ ba, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, thế tôn ấy là bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Vi này có danh tiếng, có thời danh, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng tăng các Nigantha sẽ làm gì được cho ta nếu họ được hỏi ý kiến hay không hỏi ý kiến? Vậy ta hãy không hỏi ý kiến Nigantha, đi đến ý kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-La-Hán tránh đẳng giác. Rồi tướng quân Si-ha vào giữa trưa với khoảng 500 cỗ xe đi khỏi Vesali để ý kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến đoạn đường đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ và vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Siha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có được nghe. Samon Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, Họ nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn họ nói về thế tôn như vậy, họ có xuyên tạc thế tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có thuận với pháp không? Và những ai như pháp thuyết đúng pháp, không có lý do để chỉ trích. Bạch Thế Tôn chúng con không muốn xuyên tạc thế tôn này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gautama chủ trương không hành động thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân tránh về ta, có thể nói, môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người nhàm chán thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương hư vô thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người khổ hạnh thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương không nhập thai thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha có pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người an ổi, thuyết pháp về an ổi và huấn luyện các đệ tử như vậy và này siha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn kotama chủ trương không hành động thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác miệng nói ác và ý nghĩ ác ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác bất thiện này siha đây là pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách trơn tránh về ta, có thể nói, sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách trơn tránh về ta, có thể nói, Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy này si ha ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành miệng nói lành và ý nghĩ lành ta tuyên bố về hành động đối với các thiện pháp này si ha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách trơn tránh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ha, ta tuyên bố về đoạn diệt tham sân si ta tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác bất thiện này si ha đây là pháp môn với pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama chủ trương đoạn diệt thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy và này si ha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người nhàm chán thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy này si ha ta nhàm chán đối với thân làm ác miệng nói ác và ý nghĩ ác ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác bất thiện này si ha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người nhàm chán thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy và này siha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương hư vô thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha ta thuyết pháp để hư vô tham sân si ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện này siha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương hư vô thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy và này siha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu có ai nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người khổ hạnh thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện kể cả thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác này si ha với ai mà các pháp ác bất thiện thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác được tu khổ hạnh được đoạn tận được chặt đứt từ gốc rễ được làm cho như thân cây xa la được làm cho không thể tái sanh được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh này si ha đối với như lai các pháp ác bất thiện cần phải khổ hạnh này đã được đoạn tận chặt đứt từ gốc rễ đã được làm như thân cây xa la đã được làm không thể tái sanh đã được làm không thể sanh khởi trong tương lai này si ha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người khổ hạnh thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy và này siha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách chân tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương không nhập thai thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy này siha với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai sự tái xanh cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la làm cho không thể tái xanh làm cho không thể xanh khởi trong tương lai ta tuyên bố người ấy là người chủ trương không nhập thai này si ha như lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai sự tái xanh cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la làm cho không thể tái xanh làm cho không thể sanh khởi trong tương lai này siha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta có thể nói sa môn gotama là người chủ trương không nhập thai thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy và này siha thế nào là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ổi, thuyết pháp về an ổi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha ta là người an ổi với tối thượng an ổi. Ta thuyết pháp về an ổi, ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói một cách trơn tránh về ta, có thể nói, Sa môn Gotama là người an ổi, thuyết pháp về an ổi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Khi được nói như vậy, tướng quân Siha Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích vậy nay con xin quy y thế tôn quy y pháp quy y chúng tỉ kheo mong thế tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Này Si Ha, hãy chín chắn suy tư. Hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Si Ha, hãy chín chắn suy tư hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông bạch thế tôn nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử họ sẽ dương cờ lên và tuyên bố tướng quân si ha đã trở thành đệ tử của chúng tôi nhưng thế tôn lại nói với con này si ha hãy chín chắn suy tư hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông bạch thế tôn Lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Này Si Ha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước, mưa nguồn cho các người Ni Gan Tha. Hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời thế tôn nói với con này siha đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người nigantha hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông bạch thế tôn con nghe môn gotama nói như sau chỉ bố thí cho ta chớ bố thí cho các người khác chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí cho những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các người Ni Gan Tha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết Pháp cho tướng quân Si Ha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân siha tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ. Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao, khổ, tập, diệt, đạo cũng như một tấm vải thuần bạch. Các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, Pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với tướng quân Si Ha. Phàm Pháp gì được khởi lên, tất cả Pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi tướng quân Si Ha thấy Pháp, chứng Pháp, biết Pháp, thể nhập Pháp, nghi ngờ vượt qua do sự trừ diệt đạt được vô sở úy không y cứ người khác đối với các pháp của bậc đạo sư tướng quân si ha bạch thế tôn bạch thế tôn thế tôn hãy nhận lời mời của con ngày mai tới dùng cơm với chúng tỳ kheo thế tôn im lặng nhận lời rồi tướng quân si ha biết được thế tôn đã nhận lời từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ thế tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi đi ra. Rồi tướng quân cho gọi một người, này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Si Ha, sau đêm ấy tại chú xứ của mình, cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời. Tại chú xứ của tướng quân Si Ha, món ăn đã sẵn sàng rồi thế tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đến chú xứ của tướng quân siha sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn với chúng tỷ kheo lúc bấy giờ nhiều người nigantha ở vesali từ đường lớn này đến đường lớn khác từ đường hẻm này đến đường hẻm khác múa tay la lớn hôm nay tướng quân siha đã giết một con thú lớn và một bữa cơm được soạn cho sa môn gotama và sa môn tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra rồi một người đi đến tướng quân siha sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân siha thưa tôn giả tôn giả có biết chăng nhiều nigantha ở vesali từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay, tướng quân Ha đã giết một con thú lớn và một bữa cơm đã được soạn cho Samon Gotama. Và Samon Gotama tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi, này bạn, đã lâu rồi, các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích pháp, muốn chỉ trích các chúng tăng, nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. Rồi tướng quân Siha tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là người dẫn đầu, với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi tướng quân Si Ha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Si Ha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Ba La Mã, Kinh Ngựa Thuần Thục, Asaja Niza Sutta 13. Đầy đủ với tám đức tánh, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Thế nào là tám? ở đây này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục khéo xanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ tại phương hướng nào các con ngựa hiền thiện thuần thục khác xanh trưởng tại phương hướng ấy con ngựa ấy được xanh họ cho ăn các món ăn gì ướt hay khô con ngựa ấy ăn một cách cẩn thận không có làm rơi rớt con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu. Con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các con ngựa khác và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo còn ta ta sẽ kéo khi đi nó đi con đường thẳng kiên trì nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dứt thành tựu tám pháp này này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua như vậy này các tỷ kheo thành tựu tám pháp này tỷ kheo xứng đáng được cung kính vân vân là vô thượng phước điền ở đời thế nào là tám ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo giữ giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đầy đủ uy nghi tránh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp phàm nhận các món đồ ăn gì thô hay tế vị ấy ăn một cách cẩn thận không có oán thán gì vị ấy có nhàm chán nhàm chán thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác nhàm chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện vị ấy hoan hỉ và dễ dàng sống chung với các tỷ kheo khác và không làm các tỷ kheo khác hoảng sợ phàm có những gian dối giả dối, xào trá, quanh co gì. Vị ấy như thật nêu rõ cho vị đạo sư hay các đồng phạm hạnh có trí cố gắng để nhiếp phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ, hãy để cho các tỷ kheo khác học tập hay không học tập. Còn ta, ta sẽ học tập ở đây. Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng. Tại đây, con đường thẳng này tức là tránh chi kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định vị ấy sống tinh cần nghĩ rằng dầu chỉ có da gân hay xương còn lại dầu thịt và máu có khô cạn trong thân điều mà sự kiên trì của con người sự tinh tấn của con người sự nỗ lực của con người có thể đạt được nếu chưa đạt được thời tinh tấn không có chấm dứt. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Bốn La Mã, kinh ngựa chưa điều phục Asakha Lungka Sutta 14. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa được điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng người chưa được điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa được điều phục? Thế nào là tám tánh xấu của con ngựa? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó đi lui và với lưng làm chiếc xe chạy vòng lại như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó rút bắp vế ra khỏi gọng xe và dẫm nát gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa lại nữa này các tỷ kheo ở đây có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng như vậy này các tỷ kheo đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa lại nữa này các tỷ kheo ở đây có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó trườn đứng phía thân trước và đạp lên không trung với chân trước như vậy này các tỷ kheo đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa lại nữa này các tỷ kheo ở đây có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó không để ý đến người đánh xe không để ý đến cây gậy thúc ngựa lấy răng nghiến hàm thiết ngựa mu kha đa năng vi đăng sít va và đi chỗ nào nó muốn như vậy này các tỷ kheo đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ sáu của con ngựa lại nữa này các tỷ kheo ở đây có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la không đi tới không đi lui đứng lại tại chỗ như một cột trụ như vậy này các tỷ kheo đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa lại nữa này các tỷ kheo ở đây có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la liền chéo hai chân trước chéo lại hai chân sau và quỵ xuống bốn chân tại chỗ như vậy này các tỷ kheo đây là loại ngựa chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ tám của con ngựa. Này các tỷ kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. Và này các tỷ kheo, thế nào là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội tránh né vấn đề như là không nhớ nói rằng tôi không nhớ tôi không nhớ ví như này các tỷ kheo con ngựa chưa được điều phục ấy khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó đi lui và với cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ nhất của con người lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội phát ra lời chất vấn tỷ kheo buộc tội ông lấy quyền gì mà nói này kẻ ngu si không thông minh tại sao ông nghĩ rằng ông phải nói ví như này các tỷ kheo con ngựa chưa được điều phục ấy khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó nhảy lui lại đạp vào thành xe làm gãy gọng xe này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ hai của con người lại nữa này các tỷ-kheo. các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỉ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội liền cật nạn tỷ-kheo buộc tội. Ông cũng phạm tội tên là như vậy. Vậy ông hãy phát lộ trước. Này các tỷ-kheo Ví như con ngựa chưa được điều phục ấy. Khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe, và dẫm nát gọng xe này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo ở đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ ba của con người lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy như vậy ở đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo ở đây là tánh xấu thứ tư của con người lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội liền nói ba hoa giơ tay múa chân ba hu vikhepang karoti này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó liền trườn đứng phía thân trước và đạp lên không chung với chân trước. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội không để ý đến chúng tăng không để ý đến các tỷ kheo buộc tội với tội phạm và như một người bị xúc phạm vị ấy đi chỗ nào vị ấy muốn này các tỷ kheo ví như con ngựa chưa được điều phục ấy khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo. Các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền nói, tôi không phạm tội, tôi không có phạm tội. Và vì ấy làm chúng tăng bực mình với sự im lặng. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy. Khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la nó không đi tới không đi lui đứng lại tại chỗ như một cột trụ này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ bảy của con người lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, nói như sau. Tại sao các tôn giả lại quá lo cho tôi? Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học Pháp và hoàn tục. Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học Pháp và hoàn tục, nói như sau. Nay các tôn giả ấy được hoan hỉ. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy khi bảo đi bị đánh hay bị người đánh xe la liền chéo lại hai chân trước chéo lại hai chân sau và nằm xuống bốn chân tại đấy này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo đây là hạng người chưa được điều phục này các tỷ kheo đây là tánh xấu thứ tám của con người này các tỷ kheo đây là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người năm la mã kinh các cấu uế mala suta mười lăm này các tỷ kheo có tám cấu uế này thế nào là tám này các tỷ kheo không đọc tụng là cấu uế của thánh Điển này các tỷ kheo không thức dậy là cấu uế của nhà. Này các tỷ kheo, biếng nhác là cấu uế của dung sắc. Này các tỷ kheo, phóng giật là cấu uế của phòng hộ. Này các tỷ kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà. Này các tỷ kheo, san tham là cấu uế của bố thí. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện là cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các tỷ kheo còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế. Vô minh là cấu uế lớn nhất. Này các tỷ kheo, đây là tám loại cấu uế. Không tụng làm nhớp kinh, không dậy làm nhớp nhà, biếng nhác nhớp dung sắc, phóng giật nhớp phòng hộ, ác hạnh nhớp mỹ nhân, San tham nhớp bố thí, các pháp ác làm nhớp, đời này và đời sau. Nhưng có loại cấu uế hơn tất cả cấu uế đấy chính là vô minh, là cấu uế lớn nhất. Sáu La Mã, Kinh xứ Giả, Đu Tây Gia Sút Ta 16. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết. Thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này này các tỷ kheo một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả thành tựu tám pháp này này các tỷ kheo sariputta xứng đáng đi làm sứ giả thế nào là tám ở đây này các tỷ kheo sariputta là người nghe và khiến người khác nghe học và khiến người khác thọ trì biết và khiến người khác biết thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp không phải là người ưa cãi nhau thành tựu tám pháp này này các tỷ kheo sariputta xứng đáng đi làm sứ giả với ai không run sợ đến hội chúng bạo ngôn không quên lời đã học không che giấu giáo pháp không nói lời nghi hoặc được hỏi không phẫn nộ vị tỷ kheo như vậy xứng đáng đi xứ giả Bảy la mã kinh trói buộc thứ nhất batama bandana suta mười bảy với tám hình tướng này này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân thế nào là tám này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt vana Banga! này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm với tám hình tướng này này các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy giống như bị trói buộc bởi bẫy sập tám la mã kinh trói buộc thứ hai Dutiza Bandana Sutta 18. Với tám hình tướng này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với Vật tặng này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm với tám hình tướng này này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. Chín La Mã, Kinh Atula Paharada Baharada Sutta 19 Một thời, Thế Tôn trú ở Veranja Dưới gốc cây Naneru Puchimanda Rồi vua Atula Paharada đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên Thế Tôn nói với vua Atula Paharada Đang đứng một bên Này Paharada có phải các atula thích thú biển lớn bạch thế tôn các atula thích thú biển lớn này paharada có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy vậy thấy vậy các atula thích thú biển lớn bạch thế tôn có tám sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy vậy thấy vậy các atula thích thú biển lớn thế nào là tám bạch thế tôn biển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng tuần tự sâu dần không có thình lình như một vực thẳm vì rằng bạch thế tôn biển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng tuần tự sâu dần không có thình lình như một vực thẳm nên bạch thế tôn đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất do thấy vậy thấy vậy các atula thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ vì rằng bạch thế tôn biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ nên bạch thế tôn đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai do thấy vậy thấy vậy các atula thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn biển lớn không có chấp chứa xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền vì rằng bạch thế tôn biển lớn không có chấp chứa xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền nên bạch thế tôn đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba do thấy vậy thấy vậy các atula thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn phàm có con sông lớn nào ví như sông hằng sông samuna sông achiravati sông sarabu sông mahi các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên cũ trở thành biển lớn. Vì rằng Bạch Thế Tôn phàm có các con sông lớn nào ví như sông Hằng vân vân trở thành biển lớn. Nên Bạch Thế Tôn đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn Phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn? Phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi, có đầy. Vì rằng Bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn? Phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi, có đầy. Nên Bạch Thế Tôn đây là sự vi diệu chưa từng có thứ năm. Vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì rằng Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ sáu. Vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cử, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cử, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não nên bạch thế tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ bảy, vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch thế tôn, biển lớn là chú xứ của các loại chúng xanh lớn. Tại đấy có những chúng xanh như các con timi, timingala, timira mingala, những loại asura Atula, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển có những loài hữu tình có tự ngã dài 100 do so tuần, 200 do so tuần, 300 do so tuần, 400 do so tuần, 500 do so tuần. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn là chú xứ của các loài chúng sanh lớn, vân vân, 500 do so tuần. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Nhưng bạch thế tôn, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Bạch thế tôn, trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa từng có mà do thấy vậy thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, có tám pháp vi diệu này chưa từng có trong pháp và luật, mà do thấy vậy, thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này Paharada, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy, này Paharada, trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập tránh trí. Anya Pativeda thình lình. Này Paharada, vì rằng trong pháp và luật này các học Pháp là tuần tự. Các quả dị thục, Kiriza là tuần tự. Các con đường là tuần tự. Không có sự thể nhập tránh trí thình lình. Nên này, Paharada, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong Pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ cũng vậy này paharada khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua này paharada vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua nên này paharada trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai mà do thấy vậy thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này ví như này paharada biển lớn không có chấp chứa xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền cũng vậy này paharada người nào hành ác giới theo ác pháp sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ có những hành vi che đậy không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn không sống phạm hạnh nhưng tự nhận có phạm hạnh nội tâm hôi hám ứ đầy tham dục tánh tình bất tịnh chúng tăng không sống chung với người ấy lập tức hội họp lại và tần suất người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỳ kheo, nhưng người ấy sống xa chúng tăng và chúng tăng sống xa người ấy. Này Paharada, vì rằng người ấy hành ác giới theo ác pháp, vân vân, tánh tình bất tịnh, vân vân, và chúng tăng sống xa người ấy. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Jamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên cũ trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Paharada có bốn sai cấp, sát đế lị, bà la môn, phệ xá, thủ đà. Sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất ra trong pháp và luật được như lai tuyên bố này, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước và họ trở thành những sa môn thích tử. Này Paharada, vì rằng có bốn giai cấp, vân vân trong pháp và luật này. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đầy cũng vậy này paharada nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có vơi có đầy này paharada vì rằng nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có vơi có đầy nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát này paharada vì rằng pháp và luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát nên này paharada trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này ví như này paharada biển lớn có nhiều châu báu có nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Paharada. Pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như bốn niệm xứ bốn tránh cần bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này Paharada, vì rằng Pháp và luật này có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như bốn niệm xứ, vân vân, thánh đạo tám ngành. Nên này Paharada, trong Pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn là chú xứ của các loại chúng sanh lớn. Tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, Timingala, Timira Mingala, những loại Asura, các loại Naga, các loại Gandaba, Trong biển có loài hữu tình với tự ngã dài 100 do tuần, 200 do tuần, 300 do tuần, 400 do tuần, 500 do tuần. Cũng vậy, này Paharada, Pháp và Luật là chú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những loại chúng sanh này. Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ dự lưu quả bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ nhất lai quả. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ bất lai quả. Bậc a la hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ a la hán quả. Này Paharada, vì rằng pháp và luật này là chú xứ của các loại chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này, vân vân, a la hán quả. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật. Và do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. 10 la mã. Kinh ngày trai giới. Uposatha Sutta. 20. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên, chỗ lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày trai giới đang ngồi có chúng tăng đoanh vây. Rồi Tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp thượng y và một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua. Chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng Lần thứ hai, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bồn cho các tỷ kheo. Khi được nói như vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh cuối đã qua, dạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, dạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ chúng tỳ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bồn cho các tỳ kheo. Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha Moganlana suy nghĩ như sau. Đề cập đến người nào? Thế tôn đã nói, này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha lana với tâm của mình chú tâm tác ý đến toàn thể chúng tỷ kheo tôn giả thấy một người ấy hành ác giới theo ác pháp sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ có những hành vi che đậy không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh nội tâm hôi hám ứ đầy tham dục tánh tình bất tịnh đang ngồi giữa chúng tỷ kheo thấy vậy liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy sau khi đến nói với người ấy này hiền giả hãy đứng dậy thế tôn đã thấy ông đối với hiền giả không thể chung sống với các tỷ kheo được nói như vậy người ấy im lặng lần thứ hai tôn giả maha mogalana nói với người ấy này hiền giả hãy đứng dậy thế tôn đã thấy ông đối với hiền giả không thể chung sống với các tỷ kheo lần thứ hai người ấy im lặng lần thứ ba tôn giả maha mogalana nói với người ấy này hiền giả hãy đứng dậy thế tôn đã thấy ông đối với hiền giả không thể chung sống với các tỷ kheo lần thứ ba người ấy im lặng rồi tôn giả Maha Moganlana nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bồn cho chúng tỷ kheo. Thật vi diệu thay, này Maha Moganlana, thật hy hữu thay, này maha mogan lana cho đến khi bị nắm tay kẻ ngu si kia mới đi rồi thế tôn bảo các tỷ kheo này các tỷ kheo các ông hãy hành trì bố tát uposatha hãy đọc giới bổn bắt đầu từ nay này các tỷ kheo ta sẽ không đọc giới bổn này các tỷ kheo không có sự kiện không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bồn trong một hội chúng không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, vân vân như kinh 19 này các tỷ kheo đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy thấy vậy các asura thích thú biển lớn này các tỷ kheo trong biển lớn có tám sự vi diệu chưa từng có này mà do thấy vậy thấy vậy các asura thích thú biển lớn cũng vậy này các tỷ kheo trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này, thế nào là tám? Ví như này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, vân vân, như kinh 19 và những thay đổi cần thiết. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này. Mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.